cảm ơn Linh rất nhiều. Thưa các anh chị và các bạn, cho phép con Linh nói một đôi lời. Hôm nay con Linh đến đây với là khách mời trong cái chương trình kỷ niệm 15 năm ca hát của Cẩm Ly. Và con Linh rất là lo lắng bởi vì những ngày qua con Linh bị ốm, giọng rất là khang. Nếu mà những chương trình khác thì con Linh đã từ chối để xin được ở nhà. Nhưng mà đây là ngày vui của Cẩm Ly, một người bạn, một người em mà con Linh đã có một thời gian gắn bó và có nhiều kỷ niệm nhất với Cẩm Ly. Quang Linh đã làm việc với Cẩm Ly một vài năm trước đây nhiều rồi, và kể cả bây giờ nữa. Nhưng mà Quang Linh nhớ là trước khi mà Quang Linh hát chung với Cẩm Ly ấy, thì Quang Linh thường hay gặp Cẩm Ly ở trong phòng thâu, thấy có một cô bé nhỏ nhắn đi ra đi vào, đi ra đi vào và hay lo lắng cho mọi người. Thì bởi vì lúc đó là Quang Linh còn ở Hà Nội vào, Quang Linh chưa biết được như thế nào cả. Mãi sau đến một lần tình cờ có một chuyến lưu diễn ở Paris tại Pháp, thì tự nhiên những cái ngày mà ở châu Âu đó thì hai anh em có những cái thời gian rỗi, và sau đó đã quyết định có một kỷ niệm, đó là quay cái bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Không biết là quý vị các anh chị các bạn đã nghe bài hát này chưa, đã xem đúng không ạ? Không, hôm con Linh chỉ kể lại thôi chứ hôm nay không có hát bài đó. Nhưng mà con Linh nghĩ đây là một kỷ niệm rất vui, bởi vì một bài hát dân ca thì khi hát và quay thì thường thường là phải có những cái hình ảnh hay là những trang phục để hỗ trợ cho bài hát. Mà đây là một bài dân ca mà lại quay giữa lòng Paris trong thời tiết lạnh giá, mà hai anh em đeo hai cái headphone và cũng nhảy tung tăng ở ngay giữa tháp Eiffel. Thì đó là một cái kỷ niệm mà con Linh sẽ không bao giờ quên với Cẩm Ly. Nói về Cẩm Ly thì sẽ có rất nhiều điều để nói, thế nhưng mà bây giờ thì một lát nữa Quang Linh sẽ gặp lại quý vị. Còn bây giờ cho phép Quang Linh xin được tạm làm người dẫn chương trình tiếp theo của buổi tối hôm nay.